Vì ở mới nói là bà phải bảo thôi, ở mới nói thì thôi mình chịu nhịn đi. Càng ngày nó cứ càng tiến hành lên, đến nó áp sát vào mặt bà ấy, nó bảo này này, bà đi ở nhờ đấy. Đấy, nuôi được đứa con nó lớn gần đấy rồi, bây giờ á, đất đai, nhà cửa, tài sản nó bán hết đi, nó đuổi bà ra đường. Bà có thấy khổ không? Bà khổ lắm. Cháu thật sự là cháu nghe câu chuyện của bà mà thật sự đêm hôm qua cháu không ngủ được. Thì là cháu sẽ đứng ra để lấy lại công bằng cho bà. Và trong cái trường hợp xấu nhất, nếu như mà không lấy lại được công bằng cho bà, cháu sẽ bỏ ra 3 tỷ để mua lại cái mảnh đất này. Giải lời. Cảm ơn. Con bà không nuôi bà, không phụng dưỡng bà thì cháu sẽ là con của bà, cháu sẽ phụng dưỡng bà, cháu sẽ nuôi bà. Bà nhá, bà không phải lo lắng một cái gì nữa cả. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay anh em chúng con từ Hà Nội lặn lội xa xôi đến đây nghe được câu chuyện của bà. Anh em con sẽ cố gắng tìm mọi cách để lấy lại công bằng cho bà Loa, để cho ông có thể là nhắm mắt xuôi tay nơi xuôi vàng. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đấy rồi. Vâng, thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ là Đạt đang có mặt tại khu 6 Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ. Và thưa quý vị, là Đạt cũng xin chia sẻ một chút là tối hôm qua thì Đạt có xem được một cái clip ở trên mạng xã hội, là có một cái vụ việc mà rất là đau lòng. Và thật sự là khi mà Đạt xem được thì Đạt cũng thấy cảm thấy là rơi nước mắt, là có một cụ già là bị chính con ruột của mình bán đất, và hiện tại bây giờ là bà không còn nhà cửa mà ở nữa. 72 tuổi. Vâng, thì chi tiết câu chuyện như thế nào thì quý vị hãy cùng theo chân Đạt vào đến đây để xem liệu rằng là Đạt có thể giúp đỡ được gì cho bà hay không nhá quý vị nhá. Thì thưa quý vị, là tối hôm qua khi mà xem được clip thì thật sự là Đạt cũng cảm thấy là rất là nóng lòng muốn sang tận nơi để xem là chi tiết câu chuyện như thế nào để có thể là giúp được cho bà. Thưa quý vị, đây là một cái lều mà người dân hàng xóm xung quanh đã dựng tạm cho bà để bà ở đây. Dạ vâng. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ qua cái câu chuyện này để cho quý vị khán giả trên kênh của cháu được biết rõ hơn không ạ? Thật ra thì tôi cũng ở dưới này thôi. Thế nhưng mà tôi thấy là họ như thế này là cũng bất đồng lắm. Dạ vâng ạ. Chúng tôi thì rất là người dân đấy, nhưng mà chúng tôi nghe cái câu chuyện như thế này là chúng tôi bất đồng lắm. Dạ vâng ạ. Nên tất cả là nhờ các chức năng và các ngành các cấp là thôi để làm cái công bằng cho bà. Dạ vâng. Để cho bà có cái chỗ ăn chỗ ở. Dạ vâng. Thế thôi. Thế thì cái câu chuyện nó là như thế nào ạ cô? Câu chuyện này thì tôi chỉ là nghe của mọi người nói. Vâng ạ. Là trước đây là đất của bà. Vâng. Thế nhưng mà thì có là khi mà con dâu và con trai thì có bảo bà là sang tên đất cho bà. Vâng ạ. Nhưng bà cũng không đồng ý, nhưng mãi là con gái thì cứ lên là bảo con gái là thôi chúng mày ký để cho tao trước sau tao nhờ nó. Vâng ạ. Thế nhưng mà khi mà con gái bà khóc lóc và nhờ con gái ký. Vâng ạ. Thì con gái cũng đành phải ký cho bà. Vâng. Thế thì sang tên thì cái sổ bìa đỏ đó thì làm từ bao giờ thì tôi cũng không biết. Vâng ạ. Thế thì bây giờ là mới đùng một cái thì tôi nghe câu chuyện là bảo là bà đuổi bà ra đường. Thì hôm đó thì tôi cũng lên đây, tôi thấy là đuổi bà ra đường. Thì không biết là chuyện như này là tôi thấy là cái miếng đất này là đã bán hàng xóm. Vâng ạ. Thế là tôi bức xúc, dân lên thì tôi cũng bức xúc thôi. Dạ vâng. Dân lên. Dạ vâng. Thì cháu cũng xin được gửi lời chào tới tất cả bà con nhân dân ở tại địa phương nơi đây. Thì cháu cũng xin giới thiệu qua một chút. Thì cháu là chủ tịch của Nam Dược Phúc Lâm, là cháu là Bùi Duy Đạt. Thì công ty của cháu thì có cái hệ thống phòng khám y học của truyền Phúc Lâm Bảo Đường. Thì mỗi tháng là cháu sẽ trích ra 10% để đi hỗ trợ từ thiện những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và cháu cũng đã đi khắp nơi trên mọi lãnh thổ Việt Nam mình. Đấy, thậm chí là cháu có thể xây nhà hoặc là cho tiền chữa bệnh cho những hoàn cảnh khó khăn, và chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo nữa. Thì nghe được cái câu chuyện của bà đây, bà Loan đúng không ạ?
thì cháu cảm thấy rất là đồng cảm. Và cháu muốn là sang đây để xem là tìm hiểu xem câu chuyện như thế nào, và cháu có thể là vận dụng được cái mối quan hệ của mình hoặc là cái tài chính của mình để có thể là giúp đỡ cho bà Loan được như bà mong muốn. Thì đấy, cháu giới thiệu như vậy để cho mọi người biết rõ hơn về cháu. Vâng. Xin cảm ơn công ty. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Thì trước mắt thì cháu phải tìm hiểu kỹ nữa. Nếu như trong vòng phạm vi pháp luật thì cháu sẽ đứng ra, cháu sẽ hỗ trợ được ạ. Và cháu sẽ tìm lại công bằng đến cùng. Vâng ạ. Tại vì là cái sự việc này là quá bất công mà cháu nhìn thấy mà cháu rơi nước mắt. Thật sự một người con như thế là quá là bất hiếu ạ. Dạ. Của bà là nhờ tất cả các cấp cơ quan chính quyền rồi mọi ban ngành các đoàn thể là tìm lại sự công bằng cho bà ấy, để bà ấy tìm lại sự công bằng và lấy lại những cái gì nguyện vọng của bà, cái gì của bà ấy từ trước đến bây giờ bà ấy tạo nên những cái đất cỏ này là của bà, ông bà xây dựng nên chứ không phải là của nhà nước cho hay là của ai cho cả. Cho nên là bây giờ nguyện vọng của bà là như thế, thì gọi nhờ tất cả các cấp các chú là cố gắng là giúp đỡ bà ấy, đòi lại sự công bằng cho bà. Nói với chú là anh nhà tôi là có công với nhà nước. Dạ, mà vâng ạ. Chị chồng dâu tôi, còn chồng cựu chiến binh, chị tôi là thanh niên xung phong. Dạ vâng ạ. Mà đến giờ phút này chịu khổ như thế này thì chúng tôi không thể nào mà mà yên lòng cho được. Vâng ạ. Lúc nào mấy ngày hôm nay chúng tôi không làm sao mà ăn mà ngủ được. Bây giờ bất công như thế này, bây giờ ai là cái người đứng ra để bán cái đất này? Ai là cái người đứng ra để mà ký cái sổ bìa đỏ này cho người mua? Vâng. Thế thì cái người mà bán cái mảnh đất này bây giờ đâu rồi hả bà? Cái người bán cái mảnh đất này chị tôi giao cho con trai để bảo đảm lấy cái cuộc sống cho chị tôi. Vâng ạ. Nhưng mà không ngờ rằng đến vào tay con dâu thì con dâu lại chuyển sang cho mẹ đẻ của mình đứng ra bán đất. À. Như thế này. Bất công như thế này cho nên rằng là chúng tôi cả toàn dân tôi Tăng Nhi, cả xã Đốt Duyên, chung quanh các xã lân cận đây đều phẫn nộ. Dạ vâng ạ. Thì tôi yêu cầu các anh là giúp đỡ cho. Dạ vâng. Hoàn cảnh nhà tôi cũng rất khó khăn. Vâng. Không phải là không. Đến lúc có miếu thờ ông bà lập ở đây hàng mấy chục năm rồi, đến lúc nó đập đi để nó bảo nó đòi đất, nó bảo này nó bán đất rồi thì là mới vỡ lở, thì mới biết bà mới biết. À, có cái miếu ông bà thờ ở đây mấy chục năm nay rồi để ông bà thờ, thế là nó đập đi, bát thương nó đem đi, nó vứt đi, không bao giờ biết. Đến lúc nó bảo nó đập đi nên bà thu rau màu đi để nó lấy đất nó bán. Ngày xưa nó bán đất rồi. Ở bao nhiêu cửa bố mẹ nghèo không nuôi được, đi ở bao nhiêu cửa đến cuối cùng về phải lấy nhau mới dậu được một tí đất này. Tí đất này cũng không nhẫu nhiên mà để dậu cho nó được, vì bố mẹ nuôi của bà chị dâu tôi là đã nhượng lại cho. Dạ vâng ạ. Chứ không phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên lại có được một miếng đất to như thế này. À vâng. Thế là cái mảnh đất này là bà có biết thông tin là bán được khoảng bao nhiêu tiền không ạ? Tôi nghe nói là bán 200, 200 triệu một mét ngang. 200 triệu một mét ngang, thế là tổng là 3 tỷ ạ? 3 tỷ. Dạ vâng. Biết đâu, có 13m60. Sấp xỉ gần 3 tỷ. Gần 3 tỷ ạ. Dạ vâng. 13m60. Vâng. Thôi được rồi, cháu xin phép tất cả mọi người cháu vào để tiếp xúc với bà một chút ạ. Dạ. Rồi, cháu chào cả nhà ạ. Cháu chào tất cả mọi người. Vâng. Dạ. Cháu chào bà ạ. Dạ vâng. Bà ơi, cháu chia sẻ với bà là qua cái câu chuyện của bà trên mạng xã hội ấy, thì là cháu có biết được cái câu chuyện của bà, thì cháu anh em cháu là từ Hà Nội lên đây. Giới thiệu với bà là cháu là Bùi Duy Đạt, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm. Và công ty của cháu thì có cái hệ thống phòng khám mang tên là Phúc Lâm Bảo Đường. Thì mỗi tháng là cháu cũng trích ra 10% để đi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ấy. Thì là nghe được cái tin của bà đang gặp khó khăn như thế này, thì anh em bọn cháu đang đã tức tốc từ Hà Nội về đến tận Phú Thọ nhà mình để gặp trực tiếp bà và tìm hiểu cái câu chuyện để xem là anh em cháu là liệu có giúp được gì cho bà hay không. Thì qua đây thì bà có thể là chia sẻ qua cái câu chuyện của bà một chút để cho cháu cũng như quý vị khán giả của cháu được biết rõ hơn được không? Này nha bà, đây này. Dạ. Cái miếng đất này, cái mảnh đất này là bà tậu từ năm 75 của bố mẹ nuôi bà. Dạ. Thì là xong trong quá trình thì là một thời gian là thấy nghe mọi người nói thì bà mới sang tên cho con trai 8 thước. Vâng. Bây ạ. Giờ nó chưa có vợ. Vâng ạ. Thế xong thì dần dần là nó mới cái người mà đi đo đạc này này, thì người ta bảo là của bà còn nhiều lắm thì sang bớt cho thằng con trai một ít đi, chả gì nó đánh thuế nặng quá, thì bà lại tiếp tục bà sang là cái mảnh đất này là tầm độ 2 xào thì bà sang cho nó gần một nửa. Vâng. Nó chỉ chênh lệch
chỉ một vài thước thôi. Vâng ạ. Đấy, thế thì bây giờ là tên con trai là một nửa, vâng, còn xong tiếp tục là bây giờ là còn ông, là bây giờ cái sổ đỏ nó đứng có một mình tên ông thôi. Vâng ạ. Một mình tên ông thôi thì là của ông một nửa. Vâng ạ. Xong một thời gian là đến năm 2011 là ông chết. Vâng ạ. Ông chết là vẫn đứng tên ông. Vâng ạ. Thế thì xong cuối thì, cùng trước khi mà ông mất thì có di chúc gì không ạ? Không, không có di chúc gì. Vâng. Thì vừa rồi đến cái năm 19 hoặc 20, tôi chỉ nhớ gần gần đây là 19 hoặc 20 gì đấy, thì là con dâu nó mới bảo tôi là chuyển từ ông sang cho bà. Vâng ạ. Thì tôi cũng nghe nó, tôi cũng chuyển từ ông sang tên tôi. Vâng ạ. Thế là đứng tên tôi tầm được một năm. Thì vâng, xong con dâu nó mới bảo là nay mai là ăn vào thị xã thì nó cũng nói ngon nói ngọt với tôi, thì tôi cũng tưởng thật, thì tôi bảo là nó bảo là nay mai nó ăn vào thị xã, nhập vào thị xã thì làm là mất nhiều tiền lắm. Vâng. Thì bà xem thì tôi cũng nghĩ thật, thế lòng tôi rất thật thà, thì tôi lại bảo là đúng, nó nói cũng đúng, thì thôi bây giờ sang cho nó trả, nay mai mày nó ăn vào thị xã mất nhiều tiền. Vâng. Thì tôi có sang cho nó là cái tên của ông bà chuyển sang cho ông, chuyển sang cho bà, sau đó là bà chuyển sang cho con. Xong bà lại chuyển sang cho cháu, là nhượng cho cháu. À, vâng. Nhưng trước khi chuyển nhượng sang thế này, ngày xưa là nó cắt theo lên ngang thế này. Vâng. Thì phần dưới này là của con trai, phần trên này là của ông. Vâng. Thế nhưng vừa rồi là sửa lại thì nó thuê ở trên huyện là mất đâu 2 triệu ấy, thì về bây giờ lại cắt ra vào này. Vâng. Là để cho ai cũng có mặt đường. Vâng ạ. Thế thì xong là cuối cùng là bà nhất trí, thì xong là cuối cùng là cái phần con trai là cho chỗ này, còn cái phần của ông là ở nhà đây, ở nhà phần nhà này. Vâng. Thì vẫn đứng tên ông. Vâng. Thì trước kia là bà có 4 gian nhà. Vâng. Cấp 4 với 2 gian bếp, 2 gian chuồng lợn, thì bà cũng nhất trí để đập đi tập trung làm về cái nhà này. Bà ở nhà bà còn nuôi lợn nuôi gà, trong cái thời điểm mà con dâu đi nước ngoài bà lại còn giúp được cái người hàng xóm ở đây là 2 vạn gạch nữa, tất cả tập trung tất cả văn mối vào đây. Vâng. Thế thì bà vẫn ở chung với tất cả con trai với con dâu. Vâng. Nhưng con dâu đi nước ngoài thì con nó còn bé, thì bà ở nhà nó mới có hơn 1 tuổi thôi, thì bà ở nhà là nuôi chồng ốm, nuôi cháu, 2 cháu. Một đứa con trai đầu nó thì gửi bà vãi, còn một đứa thứ hai mới hơn 1 tuổi là ở với bà 5 năm rồi là mới về. Vâng. Thì là về là mẹ con vẫn, bà cháu vẫn ở với nhau. Vâng. Chung với nhau, còn 3 đứa con gái kia đi lấy chồng rồi. Thế vâng. Tiếp đến thì là đến cái 2 chuyển nhượng sang từ ông sang cho bà, thì bà được giữ tầm độ 1 năm ở vâng. Chân bà. Vâng. Xong thì nó nịnh nọt bà thì bà cũng nghe. Vâng. Bà cũng nghĩ là nó vẫn bình thường, vì trước chưa cho nó đất thì nó bình thường bà lắm. Vâng. Thì bà bảo thôi thế thì sang thì sang, thì còn cái chỗ của ông chuyển cho bà này thì bà lại tặng luôn cho thằng cháu nội. Vâng. Đấy, thế thì là trong khi tặng cho cháu thì là cháu lại không ở nhà, cháu lại đi nước ngoài. Vâng ạ. Thì bà nghĩ không biết là cái luật nó phải thế. Vâng. Thế thì xong là không biết là mẹ nó là con dâu ấy, thì nó đi làm thủ tục thế nào thì bà không biết. Vâng. Không biết gì cả. Vâng. Thì nó chuyển được là cháu vẫn chưa về là nó lấy được sổ đỏ rồi. Vâng. Thằng đi nước ngoài là chưa về là nó lấy được sổ đỏ rồi. Vâng. Thì bà cũng không biết là như thế nào, luật nó như thế nào. Vâng. Thì bà vẫn tin tưởng là đúng. Vâng. Thế xong một thời gian thì là nó ngược đãi lại bà. À, thế ạ. Cho lại cho được vừa một năm. Cho năm xưa thì năm ngoái là năm 2022. Vâng ạ. Thì là nó ngược đãi lại bà, thì là bà ở riêng từ tháng 4, 13 tháng 4 là năm ngoái này. Đấy. Thế thì bà mới có hỏi nó là nói bảo bà này. Từ bây giờ đi bà ốm đau thì bà lo liệu lấy. Anh em ai mời bà mọc thì bà lo liệu lấy, quả thật đúng sự thực như thế. Vâng. Nó quay quắt. Thì này, bá ruột bà chết nó cũng không cho tiền đi thăm. Em trai chết nó cũng không cho tiền đi thăm. Vâng. Cháu cưới vợ, con cháu con ông chú cưới vợ nó cũng không cho tiền, bà cũng không dám đi. Vâng. Mà bà cũng không nói phản đối lại thế nào, bà cứ phải im. Vâng. Vì ở với nó là bà phải bảo thôi ở với nó thì thôi mình chịu nhịn đi. Vâng. Càng ngày nó cứ càng tiến hành lên, đến nó áp sát ra mặt bà ấy, nó bảo này bà đi ở nhờ đấy, bà ở nhờ thằng Chiến đấy. Thế bà bảo vô hình chung bây giờ tất cả Chiến là con trai của bà. Chiến là cháu nội. À cháu nội. Cháu nội mà muốn là sang đấy tặng cho nó. Đấy tặng cho nó đấy. Vâng. Thế bà thấy càng ngày càng căng thẳng quá thì bà mới bảo là thế ta hỏi thật mày, bây giờ ta hỏi thật mày nhé.
bây giờ tất cả cơ nghiệp ta cho tất cả mày rồi, con cái mày rồi, chồng mày cho tất mày rồi. Thế bây giờ mày bảo tao là tự lo tự liệu thì tao lấy gì tao lo tư liệu, tao còn bộ xương thì tao lấy gì tao lo tư liệu. Thì bây giờ tao nói thật mày này, mày tao hỏi mật mấy câu cuối cùng này nhá. Mày có bảo đảm được tao hay không? Nếu mày không bảo đảm được tao thì mày cứ trả lời một câu có một câu không thôi. Nó đừng đi từ ngoài thềm cái đi vòng vào trong nhà. Bà đi cứ đi theo đằng sau nó này. Bà hỏi ba câu liền thì nó cũng vẫn trả lời như thế. Nó bảo này, nó vảnh cổ, nó bảo là bao giờ bà bằng tuổi bủ khôi, tức là mẹ đẻ bà đến 100 tuổi rồi thì bây giờ con mới có câu trả lời. Thế tôi bảo là bà mới trả lời bảo nó là thế bây giờ mày nói thế thì hóa tam ba lần rồi. Thế giờ mẹ tao 100 tuổi, tao là tao không sống được mẹ như mẹ tao đâu. Thì bây giờ mày chỉ còn có mỗi một câu thôi, không việc gì mày cứ trả lời một câu có một câu không thì bây giờ tao biết đường. Thế đấy, mày để cho tao được 100 tuổi tao nằm co như mẹ tao kia thì bây giờ thì tao chẳng nói được, tao chẳng bò được đi đâu nữa thì tao làm thế nào? Nếu bây giờ mày bảo là có thì tao lại mừng, nếu mày bảo không có thì bây giờ tao làm kiểu gì? Tao nằm co một mình tao à? Nó bảo lên ông trời mà đòi, ra ủy ban mà đòi, sang bên bãi bên sông kia mà đòi. Bà ức chế quá, bà Lam mới làm giấy ra ngoài ủy ban thì ủy ban cũng có gọi ba lần ra xử hòa. Thì đại khái là ủy ban cũng nói là bây giờ thôi nghĩ về tình thì anh chị giả lại cho bà một phần, bà làm lấy mật tan mật thúc lều bà ở để cho nó đại khái là nó cho thoải mái bố mẹ và thoải mái cả con tự rồi, do tất okay. Đấy, như vậy là cái câu chuyện là cháu cũng nắm qua rồi. Vâng. Thì bà cho cháu hỏi là trong cái thời gian mà bà chuyển nhượng lại cái mảnh đất còn lại cho cháu Chiến đúng không ạ? Thì là lúc đấy là cháu đang ở cháu bên nước ngoài. Nước ngoài và nước nào hả bà? Cháu đi mà Đài Loan. À Đài Loan à? Rồi thì trong cái thời gian đó thì bà có ký tá cái giấy gì không? Bà chỉ có cái nói là nhượng lại cho cháu thôi, còn giấy tờ là mẹ nó đi làm thế nào bà cũng không bà biết. Bà chưa được ký một cái gì đúng không ạ? Bà chỉ có ký mỗi cái là cho thằng con trai thôi. Cho thằng con trai. Ừ, đấy. Vâng. Đấy. Thì thế có mà. Nghĩa là cái giấy đấy là giấy viết tay hay là giấy của bên công chứng họ đưa hay không là biết được bây giờ có lăn bà, tay gì không bà? Bà cũng không nhớ lắm là cái giấy tờ nó như thế nào, là nó photo hay là viết thì bà cũng không nhớ lắm vì mấy năm nay rồi. Vâng ạ. Hôm năm nay nó là năm thứ ba rồi. Nhưng đấy. Mà có nghĩa là bà cũng có ký một cái văn bằng nào đấy mà bà không nhớ là đấy, đấy. Đấy là cái gì đúng không? Đấy đúng vâng. Đấy. Đúng. Thì trong cái thời gian mà bạn Chiến đấy nhận cái đất đấy nhá, thì là bạn có về Việt Nam lần không, nào không bà? Không về lần nào. Không về lần nào và có ai liệu rằng có ai chuyển cái giấy tờ sang để cho bạn ấy ký? Không biết được cái này là bà cũng không biết. À, vâng ạ. Bà cũng không biết mà không biết được thì đến lúc cái này này. Đến khi mà cháu về là năm 30 Tết năm 23 này, đúng tối hôm 30 cháu về thì nó mới đủ 3 năm. Dạ vâng. Đủ 3 năm là nó về. Dạ vâng. Thì nó đã lấy trước sổ đỏ rồi. Dạ vâng. Thì bà mới biết tình hình như thế thì bà mới giao ủy ban bà hỏi vâng. Là tại sao là có người nói là bây giờ cho là phải có người ở nhà ký nhận thì mới được. Vâng. Chứ tại sao mà bây giờ không có người ký nhận mà tại sao lại có sổ đỏ rồi? Vâng. Thì bà mới biết là cái luật của nó như thế. Vâng. Bà ra bà hỏi ngoài ủy ban thì hôm ấy là có ba anh là anh ấy trả lời với bà là ai ký được ai ký ủng hộ được, kể cả bố mẹ nó ký hộ được. Đây cả cái con này. Làm sao mà có cái chuyện ký hộ được? Đây cả con bé con gái. Nói thế là chết dở rồi. Nói thế là chết dở rồi, làm gì có cái chuyện mà ký hộ được. Bố mẹ nó ký hộ được. Ai ký hộ cũng được. Không được. Thế thì bà lại tưởng thật, bà lại quay thế thì về. Cháu chắc chắn cháu sẽ tìm hiểu xem là cái đồng chí cán bộ địa chính là ai và cháu muốn gặp trực tiếp. Địa chính là anh Kiều, mấy lệ anh hôm ý bà ba người nói như bà thế chỉ thì, nhớ thế tên. Thì sẽ có cái vấn đề khúc mắc ở đây rồi. Đấy. Bây giờ bà nói nhá, hôm ý là ba người trả lời mấy bà đều như thế nhưng bà nhớ tên được hai người thôi. Vâng. Nhưng bà lại không ghi âm được. Không ghi âm được. Không ghi âm được ạ. Không ghi âm được. Vâng. Đấy, bà, kể cả bây giờ cháu cho bà cái điện thoại. Kể cả bây giờ như thế này nhá. Ví dụ như là trong cái hồ sơ chuyển nhượng ấy. Ừ. Mà không có cái chữ ký của bà mà đấy là chữ ký giả thì lại còn ra một cái vấn đề rất là lớn. Đấy,
Đấy. Đấy, thế bà yên tâm đi để lấy cháu sẽ có thì cái để cho... có vâng. Cháu biết cách điều tra như thế nào để lấy lại cho bà một mảnh đất nhỏ cũng được để bà ở, không bây giờ bà khổ lắm. Bây cháu, cháu hiểu mà, cháu rất là hiểu cái tâm tư, nỗi bất hạnh của bà thật sự luôn. Bà bảo là bây giờ đẻ được một người con mà đẻ nó ra như thế, mình nuôi nấng nó từ nhỏ mà ngày xưa cũng khổ chứ bà nhờ. Đấy, nuôi được đứa con nó lớn gần đấy rồi, bây giờ á, đất đai, nhà cửa, tài sản nó bán hết đi, nó đuổi bà ra đường. Bà có thấy khổ không? Bà khổ lắm. Cháu thật sự là cháu nghe câu chuyện của bà mà thật sự đêm hôm qua cháu không ngủ được, bởi vì cháu cảm thấy nó quá bức xúc bà. Thế thì sao người bà chẳng biết đằng nào bà lại lên là bán đến huyện, là bán đến huyện, nhưng mà kiểu này là trên huyện nó cũng nhất trí với nó rồi, nó chạy ngược chạy xuôi, bà cũng có tiền, bà yên tâm bà đi, chỉ có cháu sẽ làm cho bà đi cùng để mà đòi lại công bằng cho bà. Chỗ nào nó cũng bảo vệ nó, từ xã đến huyện nó bảo từ vệ, từ xã đến huyện ạ. Từ xã đến huyện đều bảo vệ, đúng bảo không vệ ạ? Đến, huyện đến, huyện là huyện Thanh Ba đâu không ạ? Thanh Ba. Vâng, huyện Thanh Ba. Rồi, vâng. Dạ. Dạ. Đến bà. Dạ vâng ạ. Đến bà bây giờ mà chẳng biết nắm ở đâu mà chỉ có nhờ. Biết nhờ làm sao mà có người cứu bà những lúc bà gì gặp hoạn nạn. Bà yên tâm đi, cháu đến đây rồi thì bà yên tâm mà nhá. Bằng mọi giá, bà ơi này. Cùng lắm là cháu sẽ bỏ ra 3 tỷ cho mua lại cái mảnh đất này cho bà. Được không ạ? Bà yên tâm đi, bà không phải lo một cái gì nữa cả. Bà nhá. Đấy, cháu đã đến đây rồi, cháu sẽ tìm lại công bằng cho bà. Tại vì là thực tế là cháu thấy cái việc này nó quá bất công mà quá tủi nhục. Đấy, con cái nuôi lớn đến bằng ngần đấy rồi mà nó đối xử với người mẹ nó như thế đấy. 2 năm nay bà sống bơ vơ khổ lắm cháu ơi. À, thế là 2 năm rồi à bà? Đó, bà ơi. Người ta chẳng cách gì để người ta nhận đất của người ta à. Thế là vâng, thì thưa quý vị là bây giờ ấy là người ta đến chở gạch đây để người ta nhận đất, thì bà lúc đấy mới vỡ lở ra là à, con đã bán đất rồi. Vâng ạ. Thế còn cái trong thời gian 2 năm vừa qua là bà không được ai trợ cấp cái gì đúng không? Không ạ, không ạ, lang thang nay đây mai đó, ăn gặp đâu ăn đấy, coi như hàng xóm cũng ăn nhờ vả trên hàng xóm thì nhiều. À thế ạ. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Rồi thế thì hôm nọ đổi bà cho ông kia. Cũng ăn ngoài đường đê với trên hàng xóm. Dạ vâng. Đấy. Có không có chỗ thờ cúng. Dạ vâng. Không đi làm đổi mã mà lại bảo nhận đây, bây giờ là lên lên điện thoại là có đi đổi mã đi làm cho ấy. Dạ vâng. Đến nỗi là thằng cháu nó đứng ra nó bốc, mọi người đều bốc thì lại bảo là cho là thế nọ thế kia, đi thuê người nhưng mà không có thuê. Tất cả là đều là con và cháu bốc tất anh em thôi. À, đấy chứ vâng không ạ. Có làm không, nó việc thì nó không vâng có đúng một vâng tí nào hết. Nói dạ, cho vâng nó công bằng. Vâng thôi thì nhờ đã nhờ pháp luật vào cuộc rồi thì thôi là bà Loan muốn nhờ mong mỏi là tất cả các cấp các ngành rồi là đi vào để đòi lấy cái công bằng cho ông bà ấy. Dạ, vâng vì ạ. Ông cũng là một cái người thành viên là cũng đi cứu dân cứu nước. Dạ, vâng. Thế là cũng 10 năm trong chiến tranh về thì bây giờ chẳng may ông bệnh tật như thế thì là ông đã khuất đi, thì còn bà cũng là bên thanh niên xung phong. Vâng ạ. Thì là cũng cùng với lại nhân dân để giữ lại đất nước để bình an, thì bây giờ không may đến tuổi già thì bây giờ là bà là quá là cực nhục, thì thôi là nhờ tất cả các ngành các cấp. Rồi, vâng, cô yên tâm ạ. Vâng, cháu đã đến đây rồi thì cháu sẽ giúp. Dạ. Bà cũng mới phát hiện ra cái năm bán cái miếng đất này. Vâng ạ. Mới bán cái miếng đất này trong vòng 1 tuần này thôi. Dạ vâng. Thì cái miếng đất này là bà cho thằng con trai, thì đến hôm thứ bảy vừa rồi này thì bà đi nuôi mẹ bà về thì là bà thấy nó đập cái cây hương. Đập cái cây hương thì cái cây hương này bà lập từ mấy chục năm nay, từ ngày mà con dâu chưa về. Vâng. 4 bát hương nó đập xong là để đem vứt ra ngoài bờ sông kìa. Vâng. Còn bây giờ cái cây hương nó đập tan đập nát ra, bây giờ hiện thực vẫn còn kia. Thế vâng thì bà mới thấy thế thì bà lại nghe tin là tình hình là nó bán đất đấy bà Loan ạ. Thế thì bà mới bảo là bà mới hỏi cái bán đất gịt cho nhà bà, thì bà mới chạy xuống bà hỏi dạ cái thằng cháu, chính là thằng cháu nó mua. Vâng ạ. Thì bà mới hỏi thì nó bảo là ơ cháu mua rồi. Vâng. Cháu mua nhưng mà danh chính không, cháu không mua của con trai bà đâu, cháu lại mua của bà dâu ra. Ừ. Mấy bà. Thế thì bà mới ớ người bà ra, bà bảo tại sao mà đất bà cho con trai bà
Vâng. Tại sao mà nó lại bán đưa cho mẹ vợ nó để nó bán được? Vâng ạ. Thì bà cũng có hỏi lần mò cho đến chính đáng là vâng 100% như thế. Vâng. Thì bà lên bà cũng có hỏi cái bà dâu ra tại sao mà bà lại bán đứng ra bà bán đất của con trai tôi. Vâng. Tôi cho con trai tôi tại sao mà bà lại bán? Vâng. Thì bà ấy bảo là nó nợ tiền tôi. Rồi bà ấy bảo là bà đẻ ra con bà ngu thì bà chết. Đấy. À. Mới một tuần nay thứ bảy tuần trước đến bây giờ thì bà mới biết rõ ràng là nó bán đất cho mẹ vợ nó nhượng đất cho mẹ vợ nó. À. Mẹ vợ nó được đứng bán cho cái thằng cháu đây. Thế nên thằng cháu đây nó nói rõ ràng với bà là cháu không mua của con trai bà, cháu mua của bà dâu gia tức là mẹ vợ nó. Vâng ạ. Là nó nhượng sang đấy. Vâng ạ. Trong vòng một tuần nay thôi mà tại sao mà nó làm thế nào nhanh chóng thế, nó lại lấy được sổ đỏ về rồi. Vâng ạ. Thằng mua thì nó bảo là cháu lấy sổ đỏ về từ hôm 30 tháng 10 rồi. Vâng ạ. Ra nó mua chui mua đút bao giờ. Rồi bà yên tâm đi, cái này thì cháu sẽ cho điều tra lại, kiểm tra lại xem đấy là cái quá trình là sang tên chuyển nhượng như thế nào. Đấy. Vâng. Thì cháu cũng xin phép bà là cháu thắp hương cho ông nhé. Vâng. Chị Thoa Trâm. Ông tên là gì đấy ạ? Ông Thắng. Ông Vũ Văn Thắng ạ. Lui để lấy hình ảnh. Vâng, đấy em nói chị. Có bất lửa đấy không? Đấy ạ. Đọc cả cây hương ở ngoài kia. Ông ngày xưa là cựu chiến binh đấy ạ. Chiến binh bà là thanh niên xung phong. Vâng. Toàn là người có công như thế. Đây ạ. Rất là ai người ta cũng phẫn nộ. Bao nhiêu ngày hôm nay rồi, ngày ngày đêm đêm coi như là bảo vệ chân cho đến chân lý đến cùng ạ. Ông tên là gì ạ bà? Ông tên là Vũ Văn Thắng. Ông Vũ Văn Thắng. Vũ Văn Thắng thì bà mới là Nguyễn. Bà mới là họ Nguyễn. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay anh em chúng con từ Hà Nội lặn lội xa xôi đến đây nghe được câu chuyện của bà. Anh em con sẽ cố gắng tìm mọi cách để lấy lại công bằng cho bà Loan để cho ông có thể là nhắm mắt xuôi tay nơi suối vàng. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ vâng ạ. Đấy, trong cái trường hợp xấu nhất nhá, cháu bỏ ra 3 tỷ để cháu mua lại cái mảnh đất này, trả lại cho bà. Được không ạ? Được không ạ? Cháu ơi, dạ. Tôi ý kiến như thế này, cô dạ chỉ là người dân thôi. Thì là bây giờ ấy, bà này thì bà vất vả. Vâng. Và miếng đất này là bà từ tay ông bà ấy, vâng, bác bà ấy gây dựng lên, mua của ông ngoại cô. Vâng ạ. Đấy, chính thức là mua của ông ngoại cô. Vâng ạ. Bà này là con nuôi ông ngoại cô. Vâng ạ. Thì là bán thì là ông ngoại bà ngoại cô đi mấy các con đi công tác. Vâng. Thì là bán xong từ năm bao nhiêu đấy là bà này bà nhớ. Vâng ạ. Thì là bây giờ đấy, cô cũng nghĩ này này, cô gần đây thôi. Vâng. Thì cô biết, cô nghĩ là bây giờ là để cho con cho cháu để nhờ. Dạ vâng. Chứ không phải nghĩ là cho, có phải cho người ngoài đâu. Vâng. Cho con cho cháu để nhờ. Thế nhưng bây giờ ngờ đâu, coi là cho xong bây giờ nó lật đổ. Dạ vâng. Đấy, một tuần nay là cứ vật vờ mà từ tháng 4 năm ngoái lang thang nằm ngoài đấy, lang thang hết chỗ nọ chỗ kia. Quá, dân làng quá, bên hôm xưa này, cách đây 2 đêm qua, rồi là coi làng trên hóm dưới ở đỗ xuyên lương lỗ, tất cả là người ta bức xúc. Vâng. Kiểu người ta thấy này, trang mạng lên, thế là bức xúc người ta lên tận nơi tất cả. Đấy, bây giờ nhìn thực tế đây chứ chúng tôi là người dân, chúng tôi không có nói như thế nào được cả. Đây, bà đem cái quạt, bà ấy gọi tôi sang, bà bảo mày sang mà nhìn nó cắt cái quạt của tao. Đoạn quạt người ta cho đi, quạt người ta cho nồi cơm, nó cắt biến mất cái nồi cơm. Cái nồi cơm bé thôi cháu ạ. Con gái bà ấy mua cho cái nồi cơm bé thôi, nó chỉ mấy lạng gạo, nó về nó cắt ổ cắm một nơi, nồi một nơi. Vâng. Đem đến cái ông trưởng khu thì trình bày ông chẳng giải quyết gì cả. Vâng. Xong sau cấp trên về cũng 3 lần là mời tòa rồi đấy. Vâng ạ. Thì trên cấp trên về hỏi là hỏi ông trưởng khu là bây giờ hai gia đình nhà này, mẹ con nhà này có mâu thuẫn gì không, thì ông trưởng khu chối là không có gì cả. Vâng ạ. Đấy, như vâng thế nó bất công quá. Coi nó bất công bất lực quá cho vâng nên chúng cô mới bức xúc lắm. Vâng. Thế nên khổ. Đấy. Đấy, cô thôi, cô nhờ tất cả đã dân làng là nhờ các cháu bây giờ tất cả là vào để cùng chung tay là lấy lại cái công bằng cho bà. Đấy, lấy chỗ nương tựa bản thân là một này, cái thứ hai là thờ bố thờ mẹ và để thờ chồng. Đấy, vâng, chúng cô người dân chỉ mong muốn như thế thôi. Vâng. Cô cảm ơn các cháu. Anh ơi, ra lấy cho em cái ví đây. Bà phải
Hôm nọ là bà cũng ngất ở đây ạ. Ngay đông cách đây à, tối hôm trưa nằm ngoài đường ngất xỉu ngay đây, công an đô đưa lên chậm xá. Một cái ảnh bà nằm coi như ngất xỉu anh chị khóc chồng. Thật sự là cháu xin lỗi bà bởi vì là cháu không biết đến bà sớm hơn. Đấy, còn cháu ấy, nếu như con bà không nuôi bà, cháu sẽ đứng ra cháu nuôi bà. Đấy, bà không phải lo lắng nữa bà nhá. Bà không phải khóc vì một cái đứa con bất hiếu như thế cả. Rồi nói chung là sẽ có luật nhân quả hết thôi bà. Vâng, cháu là đạt đến rồi đấy ạ. Dạ. Đây của cháu còn có 9 triệu. Thôi bà cầm lấy dùng tạm trong cái thời gian này bà nhá. Và em nữa cháu lại sang. Bà. Đấy thì còn cháu sẽ dạ. Dạ dạ. Dạ vâng. Để cho bà lấy chỗ nuôi thờ đấy, để chỗ là chồng, thờ chồng mong muốn của tất cả xã hội đấy. Dạ. Để cho bởi vì thế này này, dạ. Nếu mà bà này bà ấy ăn ở quái ác thì không ai như thế này. Dạ vâng. Nếu như mà bà ăn ở quật là tử tế, dạ vâng. Coi là bây giờ là muốn chỗ này để thờ đầu tiên là dạ. Thờ bố mẹ chồng. Dạ. Coi như là cháu này. Cháu là chú. Thêm ý kiến này. Chào cháu. Dạ vâng. Thì qua cái cộng đồng mạng cùng toàn thể bà con nơi xóm cùng tất cả. À, xã hội cũng rất là hưởng ứng đòi sự công bằng cho chị tôi. Thực sự cũng rất là buồn, không còn gì buồn hơn khi người con bất hiếu đuổi mẹ ra như thế này. Đây mọi người cũng thừa biết cộng đồng xã hội và cộng đồng mạng đã lên tiếng để đòi lại lấy cái công bằng cho chị tôi. Thực sự rất là buồn. Như trước tiên là tôi xin thay mặt cho dòng họ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Không có gì hơn là cái sự lên án, sự sai trái, sự mất đạo đức của những con người không có một tí lương tâm nào đuổi mẹ ra như thế này cũng không còn gì để mà nói. Rơi nước mắt, mọi người hết sức thông cảm và đồng cảm cùng chia sẻ nỗi cái đau này để mọi người tránh khỏi, đừng có rơi vào những cái tình trạng như thế này. Thực sự cũng thôi, cái này thì cũng không biết nói gì hơn. Trước tiên là xin chân thành các cơ quan đoàn thể cùng toàn thể các cộng đồng mạng xã hội và cùng toàn thể các dân làng, bà con hàng xóm đã cùng các mạnh thường quân đã đến đây chia sẻ với gia đình chúng tôi và cho chị tôi từng bát cơm manh áo đầy, cùng từng những cái tấm bạt rách, từng cái tấm bờ lô xi măng, từng cái quạt bể đấy, từng đôi giáp rách. Cho nên thôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết xin cảm ơn toàn thể mọi người cùng cộng đồng mạng, cùng các nhà hảo tâm, cùng các mạnh thường quân. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng. À, cháu cũng xin được chia sẻ với tất cả mọi người như thế này. Thì là cháu cũng đã trao đổi với bà rồi đấy. Thì là cháu sẽ đứng ra để lấy lại công bằng cho bà. Và trong cái trường hợp xấu nhất, nếu như mà không lấy lại được công bằng cho bà, cháu sẽ bỏ ra 3 tỷ để mua lại cái mảnh đất này. Giải bà. Cảm ơn. Và cháu tất nhiên là cháu sẽ tìm mọi cách để lấy lại cái mảnh đất này để đòi lại công bằng cho bà. Đó. Thì con bà không nuôi bà, không phụng dưỡng bà thì cháu sẽ là con của bà, cháu sẽ phụng dưỡng bà, cháu sẽ nuôi bà. Bà nhá, bà không phải lo lắng một cái gì nữa cả. Vâng. Thôi một lần nữa nội tộc chúng tôi xin chân thành cảm ơn của các mạnh thường quân và những cái người có tấm lòng tuyệt vời, không thể cao hơn cả biển cả. Chúng tôi xin cảm ơn thay mặt chị tôi. Dạ, vâng. Và tôi là mà tôi là nội tộc, đây là cháu tôi. Vâng. Dạ. Anh xin phỏng vấn một chút ạ. Thật dạ, sự vâng. Ra đây là thím của mình. Vâng ạ. Và bố mình ra cũng mất lâu rồi, mới có sống đến còn dạ. Chú thì lúc khi chú mất thì mình không ở nhà. Thì đến mình mới về đây được mấy năm trời nay thôi thì được tin là thím như thế này, mình mới đấy có chú đây. Hai chú cháu bao nhiêu công việc là các chú bên nội bên ngoại là lo hết. Đến khi ngày mùng 1, mùng 2 tháng 12 vừa rồi, anh em bên hai bên đổi mã cho chú ruột mình. Dạ. Mấy chú cháu anh em bên nội bên ngoại là giăng tay vào để chuyển ngôi mộ về cho chú ruột mình. Mà trong khi đó, cái người mà đứng ra đây bảo là không ai đâu, không ai đổi mà tự tay con dâu con rể đổi, con dâu con
dai đổi mộ lên, mà trong khi đó là không có ai đến, có mỗi thằng con trai xuống ở dưới kia thôi. Vâng ạ. Ngồi im đấy không có làm gì, còn tất cả là anh em nội tộc, bên ngoại bên nội là anh em hàng xóm. Ăn thì không cho vào nhà ăn, vâng. Ngồi ngoài căng bóng là căng bạt, ngồi ngoài này ăn ngoài này, bàn thờ phải thờ ngoài này đấy. Thì anh cũng không biết nói gì hơn, anh không biết nói gì hơn thì xin trước hết là xin cảm ơn các mạnh thường quân, các anh em bạn bè là hàng xóm láng giềng, các xã lân cận ở đây. Thật sự là chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này, chưa đây xin cảm ơn ạ. Thì nói chung là khi mà cháu biết được cái thông tin của bà trên trên mạng ấy, thì là cháu cũng cảm thấy là rất là đồng cảm, thậm chí là cháu cũng đã khóc. Và cháu chỉ muốn là đến thật nhanh để xem là tình hình của bà như thế nào và câu chuyện như thế nào để cháu giúp đỡ cho bà. Thì qua trao đổi với bà thì cháu đã nắm bắt được cái câu chuyện rồi. Thì cháu về cháu sẽ tìm hiểu và vận dụng những cái mối quan hệ của mình để có thể là lấy lại được công bằng cho bà. Và xin cảm ơn, yên tâm. Vâng. Em cũng là lơi khát thì thôi. Vâng. Đến sáng thì em ra đọc được cái báo ở trên mạng, thì em có lên gửi bà và em mua cho bà cái chăn. Thực ra là thương lắm. Một mười mẹ cũng được một mười người con, mà mười người con không được một người mẹ để cho bà khổ như này. Khi em đọc được lên thì bạn bè em cũng ở mạng xã hội cũng có gửi và em mang quà lên gửi cho bà và em có mua cho bà cái chăn. Anh tính một người đắp một cái chăn như thế này thì hỏi mọi người có ấm không ạ? Không bao giờ ấm được. Mà sau khi đó nhà cao cửa rộng, nhà bà ở đây không cho bà vào. Bát hương thờ bố, thờ ông bà tổ tiên mang đập để cho mẹ này, mỗi người hàng xóm này góp, người góp tre, góp mái tôn, người góp cái bạt, người góp mượn cái bàn để thờ chồng mình. Thật ra là rất là chua xót, bản thân em là rất là xót. Nên là em nói với bà rồi, nhớ em không có thể là tiền để em mua được mảnh đất, nhưng em có thể sẵn sàng cũng nuôi bà được. Bởi vì là mọi người bớt đi một miếng ăn để nhớ cho một người khác, như gọi là lá lành sẽ đùm lá rách. Người ta có thể là giàu tiền nhưng không giàu tình cảm. Mình không có tiền nhưng mình giàu tình cảm. Cũng là em thì không phải là anh em họ hàng gì cả, cũng không phải hàng xóm đây, em người khác thôi. Thì em thay mặt bà cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mạnh thường quân chung tay giúp đỡ bà. Đấy, thật sự là một người như này, thật sự là từ sáng em chạy về thôi em đã chạy lên. Sáng thì em đọc được thì em lên thì em có gửi quà cho bà. Sau em lên em nhìn thấy bà đắp một cái chăn như thế này. Thì hỏi thật là có sót không ạ? Thì em lại chạy đi mua cho bà một cái chăn mới và một cái gối mới để cho bà làm cho nó ấm. Cái chăn này là chắc sớm nay là có người mới đem đến ai nhèm. Cái chăn này là của sư thầy, sư thầy mang lên. Sư thầy đến. Vâng. Cái này là bà Hoa cái chăn mới đấy. Tối hôm qua là đây đứa con gái và tôi. Vâng. Rồi thì cũng chị cũng là một nhà hảo tâm thì cũng thay mặt bà là cũng cảm ơn chị đấy. Thôi. Mấy chị em nặng không khóc được. Thực ra là ước ao của bà chỉ cần chẳng cần gì đâu, chỉ cần là lấy lại được, lấy lại công bằng, lấy lại công bằng. Và cũng mong là theo mạng sâu này mong là tất cả nhà nước có những người có quyền có lấy lại công bằng để cho bà lấy lại mảnh đất để lơi thờ lơi sau này, cũng như là thờ lơi các cụ ông cụ bà. Tất cả những ai đều mong muốn như thế. Tất cả người dân ở đây rất là bức xúc. Vâng, chị cứ bình tĩnh. Em bức xúc lắm. Vâng, vâng, chị cứ bình tĩnh. Vâng. Đây đây là chị, mà tôi đây là chỉ là em dâu, không cùng máu gì. Nhưng mà tối hôm qua tôi cùng nằm ngủ với chị tôi, cùng nằm ở chỗ này với một đứa con gái này, chị ôm nhau mà khóc, nghĩ nó cực quá. Vâng. Nghĩ nó quá tiêu cực, bởi vì là gió hun hun như thế này, điện không có. Tôi dậy tôi chỉ rơi cái điện thoại trong đây, tôi không có điện đóm gì vì nhờ hàng xóm, tôi không biết vì mấy chị em đàn bà và không dám sợ sệt đêm gì. Đã. Thì coi như là sáng là tôi về tôi lại mới quay lên đây tôi nhặt cái điện thoại, và trong khi đó tôi cần đi dép của chị về, tôi không biết nó tối mà tôi không sợ được dép. Mấy chị em ngồi đêm hôm qua chỉ có ngồi để nằm đây để khóc tâm sự với nhau là cuộc đời của chị sướng quá. Mẹ em đẻ ra em, bố em cũng là 4-5 ông bà đã qua đời rồi, em không mất tí nước mắt nào. Mà riêng chị mà từ hôm nọ em đi trông cháu ở trên Tuyên Quang về, em nhìn thấy chị nằm ở ngoài đường mà em không ôm được nước mắt. Vâng. Em cảm xúc quá cho nên là em không ấy được, thì suốt ngày suốt đêm kể cả đến hôm qua ngủ là em cũng ngủ cùng cho đến mấy chị em. Dạ vâng, dạ vâng. Thôi được rồi. Cháu quên hỏi là bà là có mấy người con ạ?
Tôi có bốn người con ạ. Đấy, cái thằng mà cho đất là có một trai, ba gái, đứa con gái. Thế là duy nhất là bây giờ đấy nó làm cái nhà bà cùng với nó đây này. À vâng. Nó đi Malai, vợ nó đi Malai, vâng, thì ạ, là ở nhà nuôi hai đứa con cho nó. Vâng ạ. Thế chồng nó chỉ những say xỉn thôi. Vâng. Nó nuôi bò, nuôi lợn các thứ cùng với nó để đập cái nhà cấp 4 đi. Vâng ạ. Bà có cái nhà cấp 4 đấy. Thì là đập đi xong bắt đầu ấy mua thêm gạch, cho vay cho mượn được 2 vạn gạch nữa cùng vào đấy với nó. Vâng. Thế mà bây giờ nó nỡ nào cái cửa cao nhà rộng, suốt ngày nó đóng cửa đóng then cài, nó không cho bà vào trong nhà. Ui dồi ôi. Đấy, tắm nó cất như thế. Nó không cho tắm, bà nó cắt, tắm nó còn cắt cả điện cơ. Nó cắt nó chui ra đây, nó không cho vào. Nhá. Coi là tắm thì là bắt đầu nó ngược đãi, nó lên nó khóa nước lại, nó không cho. Mua chắc là con gái mua cho quần về nó xẻo đúng ra. Có thật. Vâng. Có là sự thật chứ không phải không? Treo máy ở ngoài đường. Cái hôm mà đổi mảng, đổi mảng cho bố chồng nó, tức là chồng bà này, thì là đấy nó còn cắt cả điện. Chị là sinh năm bao nhiêu ạ? Tôi cũng không rõ nó là sinh năm bao nhiêu. 79. Sinh năm 1979 ạ. Dạ vâng. Đấy, câu hỏi tất cả dân làng chị em đôi bên đều đi bốc mộ. Đêm đấy hôm ấy tôi cũng đi xuống để bốc mộ cho ông Thắng kia. Không có mặt nó mà nó dám nó nhận ra để nó xuống nó làm mộ. Đấy, nó nhận ra nó làm mộ. Vâng. Đấy, thế nên là thôi là nhờ tất cả. Dạ vâng, vâng. Thôi được rồi, thế thì đại diện cho những cái xã khác. À, chú là ở xã trên đấy ạ. Chia sẻ vài câu. Dạ vâng. Dạ. Tôi thì nói với tất cả đại gia đình mình thế này. Cả vâng. Xã. Vâng. Cả xã Đô Xuyên. Tức là cả xã Đô Xuyên. Dạ vâng ạ. Với cái huyện, Thanh Ba của chúng tôi. Dạ vâng ạ. Tức là có cái việc là rất là bức xúc. Dạ vâng ạ. Tức là đã mấy ngày hôm nay rồi. Dạ vâng. Nhưng cái kín đáo của gia đình thì không thể biết được. Dạ vâng. Nhưng mà cái bức xúc của tất cả dân làng và cả cái huyện Thanh Ba này rất bức xúc vào những người mẹ như này. Dạ có vâng. Những người con mà đuổi mẹ ra đường. Vâng. Tức là nói thật, tôi nói một câu là vô đạo đức. Vô đạo đức. Hóa vô đạo đức. Thế dụ như tôi nói về ví dụ như này, tôi chỉ là người xã trên thôi, không phải là cùng dân làng, cùng xã nhưng mà khác thôn. Vâng ạ. Nhưng nó vẫn là cùng với tấm lòng của những người Việt Nam. Thì rất thương xót. Rất thương xót cho cái xã nhà tôi. Có những người con mà bất hiếu như thế này. Đất này là đất của ông cha để lại. Và con dâu, con trai, bạn. Ừ thì bà mua nhưng mà vẫn là con của bà để ra đúng không? Dạ vâng. Mà người con dâu với người con trai đã nhẫn tâm lừa bà từng tí. Để bán đất đuổi để bà ra đường. Đuổi bà ra đường như thế này. Dạ vâng. Như thế này là mọi người biết rồi đúng không? Là không thể chấp nhận được rồi. Thì không bao giờ chấp nhận được. Dạ vâng. Thì chỉ là mong muốn một cái điều là tôi nghĩ là này, con người với con người sống được bao nhiêu. Dạ vâng. Bà năm nay đã 70 hoặc hơn 70 rồi. 74 tuổi. Thì sống bao nhiêu nữa, những cái lúc tuổi già. Dạ. Thì những người con để bà sinh thành ra, đừng vì những miếng đất, đừng vì những cái tư lợi. Dạ. Mà thương mẹ, mà để cho các con, các cháu sau này. Dạ. Nó hưởng cái phúc, phúc đức. Con nó còn bất hiếu nữa thì anh em thì làm phúc đức cho con cho cháu. Dạ vâng. Còn theo như tôi này này thì tất cả những cái gì pháp luật của Việt Nam nó rất là có những công bằng và rất là minh bạch. Chính xác ạ. Thì tôi mong muốn những cái điều gì tốt đẹp nhất là xã hội nhờ những mạnh thường quân, những người hiểu biết về pháp luật. Dạ. Và có những tiếng nói vào đây để can thiệp trong cái công việc của gia đình của bà. Dạ vâng. Và đòi lại những cái gì thì những cái tuổi già cho bà nhá. Vâng. Cái tuổi già người ta sống không được bao nhiêu nữa. Bây giờ con nhà ta không có rồi. Vâng ạ. Như thế này con không cần biết nữa. Đẻ vâng. Lòng ra không cần biết nữa. Vâng. Tức là đẻ rứt ruột đẻ ra mà con nó đối xử bố mẹ mẹ như thế này thì mình không cần biết nữa. Thì không cần thiết nữa thì nhờ những cơ quan pháp luật, những có những người có hiểu biết và có những cái tiếng nói để vào cuộc để giúp đỡ cho bà và để cho những người khác, cho nhân dân làng xã Đỗ Xuyên thì tôi cả tỉnh Phú Thọ nói chung và xã Đỗ Xuyên nói riêng, để cho các con các cái nói gương sau này để dạ. Làm sao đấy là những cái điều quan trọng nhất. Dạ. Tôi thì nói thật ra là tôi cũng cùng xã nhưng tôi rất đau lòng. Vâng. Đau lòng chung về trong cái xã rồi thôi. Vâng ạ. Chỉ mong muốn nhất là chú. Chú là những người mạnh thường quân và nghe những cái mạng trên xã hội đã lan rộng
tất cả đất nước Việt Nam mình á, biết, dạ, kể cả nước ngoài biết. Dạ đúng rồi. Và chú đã có tâm lòng đến đây, vâng, để mà chia sẻ, để mà biết những cái trường hợp của bà. Vâng ạ. Thì cũng rất là chân thành cảm ơn. Dạ vâng. Và cũng rất là mong những cái mạnh thường quân này. Điều tôi nói luôn một thêm một cái thế này để lấn rộng thêm nhá. Tức là này, về khó khăn thì khả năng bà kinh tế cũng chưa chắc là khó khăn lắm. Vâng. Nhưng về cái điều kiện, bà nói bảo là bán 3 tỷ mấy nhưng bà không cầm được đồng nào, bà không biết về đồng tiền nào cả. Vâng. Nhá. Đây tôi nói bà đúng. À, bà mệt, yeah, quá bà nằm. Tôi nói mạnh thêm một cái. Khả năng mọi người phải giãn ra để cho bà thở đấy, bà mệt đấy mọi người ạ. Tức là nhá, tôi nói mạnh thêm tất cả các anh em, tất cả mọi người đây nhá. Mọi người có người trên Facebook tức là nói là bà có mấy tỷ đúng không? Nhưng mấy tỷ đó bà có được bán đất đâu mà có mấy tỷ. Thực ra là đến khi người ta được người ta mua gạch đến đây, đổ đến đây, bà mới biết đất, bà mới biết bán đất. Rồi, từ đầu đến giờ là cháu đã hiểu câu chuyện rồi. Có nghĩa là con cháu bán thì bà chả nhận được đồng nào cả. Mà đương nhiên một ngày là người ta đến nhận đất là bà biết, mới biết là mất đất rồi. Chở gạch đến đây mà mới biết. Đúng rồi ạ. Dạ vâng. Nên anh em dân làng hàng xóm tất cả từ hôm qua đến bây giờ dựng cho bà một khúc lều để gọi là chống rét, để quá tuyệt vời, cung cấp cho ông tình làng nghĩa xóm. Bây giờ cái khó. Dạ vâng. Đấy. Tôi mong muốn là vậy, vâng, thế cháu, vâng, hoặc là mọi người, tất cả mọi người chia sẻ, dạ vâng, và rồi mong những cái điều gì, tức là này, tôi nói nhấn mạnh thêm này nhá, dạ, con mình đẻ ra thật, vâng, nhưng sống với mình không có đức thì mình cũng không cần quan trọng, vâng, bằng, vâng, những người ngoài đây ra đấy, vâng, đơn giản thế này, bao nhiêu mạnh thần quân về, bao nhiêu chân làng xóm từ đến 100 đến 50 người ta quý, vâng, ta chia sẻ với bà còn hơn những đứa con mang động để đau đó, để đau ra, vâng, đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, thế là ý kiến của rồi cháu cảm ơn chú. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn. Vâng. Các cháu, vâng, hôm qua, vâng, các cháu nhỏ, vâng, các cháu chỉ bằng này đây ở làng trên, vâng, mà các cháu còn bảo là con bán sắt vụn đi, con mua bánh cho bà, con mua sữa chua cho bà, con mang lên cho bà đây. Đứa thì bảo là con nhịn ăn sáng, con mua cho bà bánh mì để con mang xuống cho bà. Các cháu ngoan quá. Đấy, thế thì tôi mới bảo là thế các cô, các bác là viết giấy đưa lên nhà trường, các cháu có lòng thương người là như thể thương thân, các cháu thương bà như thế thì phải viết giấy lên trên nhà trường là một, mấy ai là để tuyên dương các cháu đấy có gương tốt. Thế còn các cháu, tôi cũng bảo các cháu là bố mẹ cho ăn sáng thì ăn sáng đi để đi học, còn con không phải nhịn ăn nữa, để cho bà cũng không ăn được đâu, mấy hôm nay bà ốm mà cũng không ăn được đâu thì đừng phải nhịn ăn để mua cho bà. Đấy, các cháu tối hôm qua nó xuống, ngày hôm qua sớm hôm qua mua cho bánh mì, tối hôm qua lại mua cho sữa chua với lại kẹo bánh vào. Mang xuống cho bà, bánh mì mang xuống cho bà. À, cháu ngoan quá, vâng, à, tuyệt vời. À, cháu xin phép nhá, bây giờ cháu giãn ra để cho bà thở. Đông quá bà mệt đấy. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Ra được. Rồi. Cố đòi lại công bằng. Ê, cả nhà cứ yên tâm nhá. Trong trường hợp xấu nhất không lấy lại được công bằng, cháu bỏ ra 3 tỷ, cháu chuộc lại cái mảnh đất này cho bà. Dạ, vâng. 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 Dạ. Thế sao hôm nay không cho Kiệt mấy cho Tân về? À, đây bà có khán giả. Có khán giả kênh của cháu đây rồi. Có đây rồi. Dạ, vâng. Đấy, cả nhà mình mở kênh Đạt đến rồi thì sẽ biết được rằng công việc của cháu như thế nào. Cô vâng. đang bảo hôm nay không cho Tân mới cho Kiệt về. Dạ vâng. Chuyên theo dõi. À vâng ạ. Dạ. Vâng. Ui bà con đông quá. Dạ vâng. Coi như là bố mạnh chất vào. Dạ. Cảm ơn các cháu. Dạ vâng ạ. Bà cứ yên tâm mà nhá. Vâng. Thì cháu sẽ khi mà cháu về đây rồi thì cháu sẽ bằng mọi cách. Đấy. À đấy ạ. À. Ôi. Ôi cho cháu ôm cô cái. Cô hàng ngày cô xem cháu đến. À vâng ạ. Vâng. Hôm nay Đạt đã đến với Thanh Ba rồi. Vâng. Thì Đạt sẽ làm tất cả mọi cái để có thể giúp đỡ cho bà Loan. Vâng. Dạ. Cô cũng khán giả của cháu ạ. À. À, vâng. Vâng ạ.
cô muốn đi cháu nhé, từ hôm nay là cô chắc là không phải mất tí nước mắt nào nữa. À vâng, cô yên tâm đi ạ, vâng cháu Đạt đã đến rồi thì không phải lo lắng một cái gì nữa cả. Dạ. Dạ. Những việc khác nếu mà không các anh mà chưa làm đến đích thì sẽ mạnh đồng quân đến đây thì tôi sẽ đứng trước ống kính. Dạ. Còn hôm nay không đúng luật, chờ quá rồi, thứ bây giờ các anh làm việc quá lâu rồi, thôi dạ, cảm vâng. ơn các anh đã tạ nhá. Dạ dạ vâng ạ, vâng cho cháu xin một tràng pháo tay được không ạ? Dạ, lại là trong sự nhờ các cháu. Dạ, vâng. Dạ, vâng, vâng. Tất cả mọi người cứ yên tâm đi ạ. Dạ vâng. Làm hộ cái nào đây? Chú ấy là bên nhà báo, nó là công lý của nhà nước Việt Nam. Thế nên là nói tôi ý tôi muốn như này này là làm sao cái miếng đất này ấy, là phải về đúng chủ của Hoa Loan. Dạ, vâng Hoa Loan là chủ. Dạ vâng ạ. Đấy, là phải về trả về đúng chủ cho bà ấy. Dạ vâng ạ. Thì coi là dân chúng tôi mới yên tâm còn đấy. Đấy, hôm nay thì chỉ là coi là một phần trăm của hôm nọ thôi. Còn coi như là có thể hôm nọ coi như là kéo dài coi hơn một cái số từ dưới kia lên trên này. Đấy, nên là thì về coi như vậy để hỗ trợ bà ấy. Coi như vậy bà bây giờ bà có cái gì đâu. Bây giờ con đuổi ra khỏi nhà rồi. Coi như vậy là nhà 3 tầng nhiều con đuổi ra khỏi nhà. Vâng. Đây, nhà đây đúng không ạ? Chồng thì chết. Vâng. Đấy. Mà đất này bây giờ lại sang tên cho mẹ vợ. Sang tên cho mẹ vợ xong bắt đầu coi như vậy sang tên cho mẹ vợ thì là mẹ vợ lại coi như vậy là lại bán cho cái ông nhà kia. À đấy. Vâng vâng. Đấy. Dạ. Trước hết là tôi thay mặt gia đình thì trước hết là cảm ơn Đạt, cảm ơn tất cả toàn thể anh em Mạnh Thường Quân cùng toàn thể dân làng, hàng xóm, xã, cả huyện, cả tỉnh, cả đất nước Việt Nam. Xin thay mặt cho gia đình chúng tôi không biết nói gì là gì hơn. Xin rất cảm ơn tất cả bà con, hàng xóm, dân làng, cả đất nước Việt Nam mà ủng hộ. Dạ, ông này là cháu ruột. Vâng ạ. Ơ, cháu xin phép mọi người nha, cháu phải về để là nghiên cứu làm sao để giúp đỡ cho bà sớm nhất, lấy lại công bằng cho bà. Vâng. Vâng. Vâng, thưa quý vị, thì như vậy là Đạt đã ra về trong cái niềm hân hoan cũng như là hy vọng rất lớn từ phía quần chúng nhân dân. Thì mục đích trong chuyến đi lần này là Đạt muốn đến để tìm hiểu rõ câu chuyện như thế nào. Và theo như lời của bà Loan có chia sẻ thì cái thủ tục để mà sang tên chuyển nhượng lại cái mảnh đất này vẫn còn rất là nhiều uẩn khúc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn phải tìm hiểu thật kỹ xem liệu rằng những cái lời bà nói có đúng hay không. Và nếu như trong cái trường hợp xấu nhất mà không thể lấy lại được công bằng cho bà thì Đạt cũng luôn luôn sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ đồng để có thể chuộc lại cái mảnh đất đó cho bà. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào thì xin kính mời quý vị hãy chờ đợi trong những video tiếp theo trên kênh Đạt đến rồi quý vị nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt quý vị.